Trọng Phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình của Vietnews USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 và 8 giờ PM giờ Arizona trên kênh Vietnews USA. Để đón nhận các thông tin về tiểu bang Arizona, tìm Hoa Kỳ, cùng tìm hiểu nhiều lĩnh vực quan trọng hàng ngày xung quanh ta, quý vị nhé! Nhằm chúc mừng Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đại thắng trong kỳ bầu cử vừa qua, cũng như chúc mừng Đảng Cộng Hòa cũng thắng lớn trong Thượng viện cũng như sắp tới tại Hạ viện. Team MAGA Arizona tổ chức chương trình đại tiệc và ca nhạc vào lúc 7 giờ PM ngày 13 tháng 12 năm 2024 tại nhà hàng Mekong Restaurant, 66 South Dobson Road, phòng 120, Mesa, Arizona, 85202. Có sự hiện diện của anh Trần Nhật Phong, nghệ sĩ Phượng Mai, danh ca Carol Kim, nam ca sĩ Nhật Lâm, nữ ca sĩ Linda Trang Đài, nam ca sĩ Hoàng Phong và nhiều khách mời đặc biệt. Chương trình sẽ phục vụ thực đơn 8 món. Chỗ ngồi có giới hạn, vui lòng gọi 602-481-2647 để ghi danh tham gia chương trình. Ban tổ chức trân trọng kính mời. Hôm nay thứ Ba ngày 26 tháng 11 năm 2024, Trọng Phúc mời quý khán giả cùng bắt đầu chương trình với một số tin đáng chú ý như sau. Tin Arizona. Con trăng đã trở về nhà với chủ cũ sau khi được tìm thấy trong xe tải của một người đàn ông ở Arizona. Hai cha con Arizona điều hành đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn. Thông báo mời tiệc Thanksgiving của Hội Cựu Tù Nhân Chính trị Arizona. Tin California. Kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất của FBI bị bắt ở Wales. Los Angeles trở thành nơi trú ẩn của người nhập cư bất hợp pháp. Gavin Newsom đe dọa can thiệp nếu Tổng thống Trump hủy bỏ khoản tín dụng thuế xe điện trị giá 7.500 Mỹ kim của Tổng thống Donald Trump, của Tổng thống Joe Biden. Tin Hoa Kỳ. Các nhà hoạt động khí hậu tìm hiểu số phận của vụ tấn công bột đỏ vào hiến pháp Hoa Kỳ tại cơ quan lưu trữ quốc gia. Nhà hoạt động chống cảnh sát đã chi 75.000 Mỹ kim của quỹ từ thiện cho thuê kỳ nghỉ sang trọng và các chi phí cá nhân khác. Và giờ này, mời quý khán giả cùng đến với phần tin chi tiết. Tin Arizona. Con trăng đã trở về nhà với chủ cũ sau khi được tìm thấy trong xe tải của một người đàn ông ở Arizona. Tin từ Scottsdale, Arizona. Trong tuần qua, chúng tôi đã đưa tin một người đàn ông đã thấy một con trăng dưới gầm xe pickup truck của mình. Và cô trăng ấy đã được đoàn tụ với người chủ ban đầu của mình. Người đàn ông tên là James đã nhặt con trăng vào ngày 26 tháng 11 từ một khu bảo tồn bò sát ở phía bắc Scottsdale. Cuộc hội ngộ diễn ra 2 tuần sau khi con trăng trường đến Scottsdale trong khoang động cơ của một chiếc xe bán tải. James đón cô ấy tại khu bảo tồn bò sát Phoenix. Và anh ta nói rằng anh ta đã bán con trăng cưng của mình tên là Chicken Strip cho một người phụ nữ ở Mesa 2 năm trước. Anh ta nói rằng người phụ nữ đang nuôi con trăng trong chuồng ở ngoài trời ở sân sau của mình và cho rằng Chicken Strip đã bỏ trốn. Vào ngày 12 tháng 11 vừa qua, một người đàn ông tên là Aaron đã lái xe từ Mesa đến Scottsdale và khi đang nghỉ trưa, anh nhận thấy một cái gì đó lủng lẳng ở phía trước xe tải gần động cơ, như chúng tôi đã đưa tin vào tuần trước. Và nhờ vào tin tức, người chủ đầu tiên đã nhận ra và đưa hình ảnh để chứng nhận là chủ đầu tiên. Và anh cũng liên lạc với người chủ thứ hai, nhưng chưa được nhận sự phản hồi. Hai cha con Arizona điều hành đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn. Tin từ Phoenix, Bộ Tư pháp cho biết hai kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn là hai cha con có gốc gác ở Phoenix. Ngoài các cáo buộc về ma túy, âm mưu và rửa tiền, thì các công tố viên còn buộc tội hai người đàn ông này theo đạo luật Kingpin, được gọi là đạo luật doanh nghiệp hình sự tiếp tục. Vào tháng 1 năm 2024, Đại Bồi Thẩm đoàn Liên bang ở Georgetown, Pennsylvania đã buộc tội 35 người trong cáo trạng thay thế thứ hai. Cáo buộc nhóm này đã tham gia vào một hoạt động rửa tiền và ma túy xuyên quốc gia bạo lực từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023. 26 trong số 35 bị cáo đến từ khu vực Phoenix.
Một cuộc điều tra nghe lén của FBI đã dẫn đến việc phát hiện ra đường dây ma túy. Thông báo mời tiệc Thanksgiving của Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Arizona. Mời quý vị cùng theo dõi. Và được biết là sắp tới đây thì Hội của chú cũng sẽ tổ chức một buổi tiệc Thanksgiving để cho các hội viên cũng như khách mời của mình. Thì chú có thể chia sẻ về Thanksgiving đó, thì những người định cư Hoa Kỳ đã hiểu cái ngày Thanksgiving như thế nào hết rồi. Nhưng mà người Thanksgiving của tôi, tôi tổ chức đó, nó mang màu sắc dân tộc Việt Nam. Hồi trước giờ mình cứ ở Mỹ biết nhà trong 21 có một đoàn tàu đến tiểu bang Massachusetts bị bão, rồi lên đó là những người thổ cư, rồi đại khái họ hướng dẫn mà trồng tỉa chăn nuôi. Thì sau khi trúng mùa tạ ơn Đức Chúa Trời, họ tổ chức những bữa tiệc ăn mừng, thì cái đó là quý vị đã biết hết rồi. Nhưng mà cái này mang màu sắc dân tộc thì mình thứ nhất á, là mình được nước Mỹ cưu mang, là mình tạ ơn nước Mỹ. Thứ hai nữa, tạ ơn Tổ quốc Việt Nam. Mình lo ở nước Mỹ mình quên cái tổ quốc của mình. Tổ quốc Việt Nam mình 18 đời vua Hùng Vương dựng nước, về dựng nước 18 đời Hùng Vương. Bây giờ cái đền Hùng Vương nó còn ngoài Bắc á, ở tỉnh Vĩnh Phú đó, cách Hà Nội giờ khoảng 100 km. Quý vị có về đó thì xem cái đền Hùng còn đó, 18 đời vua Hùng Vương. Lịch sử Việt Nam tôi biết, nhưng mà quý vị có thể phỏng vấn qua email hoặc là gọi phone. Bây giờ trên cái đài tôi không có thời giờ nói, tôi chỉ nói là tổ tiên của Việt Nam mình 18 đời vua Hùng Vương vậy thôi ha. Thì để quý vị còn con cháu của ta, anh chị em còn nhớ được tưởng lại để nhớ tổ quốc Việt Nam mình. Cái thứ hai nữa, tạ ơn cha mẹ. Người ta nói công ơn như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như trong nguồn chảy ra. Thì kỳ này đó mình tạ ơn cha mẹ. Cha mẹ là đấng sinh thành. Những người nào quên công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ là không nên. Tôi phiên là những đứa người trẻ đó, vậy là phải mang công ơn cha mẹ. Nước Mỹ này á, nhiều khi 18 tuổi rồi là theo phong tục đạo quán nước Mỹ đi ra, đi ra xin làm đàn ăn được rồi, không bất kể, không cần biết tới cha mẹ là gì, bị tự do rồi mà, 18 tuổi tự do rồi. Nhưng mà phải nhớ công ơn cha mẹ, rồi mình nên hướng dẫn con cháu mình nhớ là tạ ơn người thầy đầu tiên. Tôi không biết quý vị trẻ như thế nào, cái thời của tôi cấp sách đến trường đó, học lớp 5 là lớp 1 bây giờ đó, cái người mà dạy thầy ABC mà cầm tay biết chữ đó, ông thầy đó dạy mới là khó, mình tạ ơn cái người thầy đầu tiên đó. Và cuối cùng á thì mình tạ ơn ai? Mình tạ ơn người tình, người phố ngủ mà sách giỏ để nuôi chồng trong chốn lao tù. Trong 5, 6 năm, 7, 8 năm, 9, 10 năm mà chờ chồng đi về đoàn tụ gia đình. Khi mà trả tự do về gia đình đó. Tôi quên nữa, tạ ơn Tổ quốc Việt Nam, trong đó là mình nói về lịch sử cận đại đó. Mình tạ ơn những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì Tổ quốc Việt Nam, bảo vệ nền dân chủ trong 20 năm. Trước đó thì thù quân chủ, rồi trong 20 năm kể từ ngày Tổng thống Ngô Đình Diệm tới Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là coi như Cộng sản miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam. Trong vòng 20 năm nó biết bao nhiêu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho Tổ quốc Việt Nam, mình cũng nên tạ ơn những người đó. Và tạ ơn những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã xả thân vì Tổ quốc mà bị thương tật tại Việt Nam. Bây giờ suốt 49 năm qua, gần nửa thế kỷ, quý vị thấy nè, cũng chưa hàn gắn vết thương chiến tranh được. Bây giờ những người thương binh vẫn còn ở Việt Nam, có những người bán vé số ngoài đường, người là la lớn ngoài đường số chợ, thì mình cũng nên tạ ơn những người đó, mình mới có ngày hôm nay. Tôi may mắn trong chiến trường ở Việt Nam tôi còn sống ở đây, tôi cũng bị thương cái chân, tôi còn sống, chứ không mà tôi cũng đã trở thành thương binh hoặc là tử sĩ rồi. Xin sau đây thì xin Trọng Phúc cho tôi đọc hai bức thư, rồi sau đó thì mình sẽ nói chuyện kế tiếp. Hội cựu tù nhân chính trị Phoenix, Arizona, lấy địa chỉ tôi 3645 nọt 15 Drive Phoenix, Arizona, ship code 85015, email tôi lilamvi0101@yahoo.com, số phone là 623-666-3423. Trân trọng kính mời quý vị chủ tịch hội đoàn và gia đình hội viên, quý vị đồng hương Arizona đến tham dự ngày lễ Thanksgiving do Hội cựu tù nhân chính trị tổ chức tại địa điểm sau đây: 7138 North 45 Avenue, Glendale, Arizona, zip code 85031, thứ bảy ngày 30 tháng 1 ngày 24, giờ lúc 3 giờ đến 7 giờ.
Chương trình văn nghệ đặc sắc do nhóm văn nghệ của Tam Ca, anh Ngôn, anh Đức và anh Long đảm trách với MC Thuận Lê. Chương trình hoàn toàn miễn phí với những món ăn đặc sắc của Á Châu hợp với khẩu vị người Việt Nam. Đặc biệt, trong 49 năm qua, riêng ngày lễ tạ ơn trong năm nay mang màu sắc dân tộc. Thứ nhất là tạ ơn nước Mỹ đã cứu ma chúng ta. Thứ hai, tạ ơn Tổ quốc Việt Nam. Tạ ơn cha mẹ và công thanh sinh thành dưỡng dục. Chúng ta nên người, tạ ơn người thầy đầu tiên của chúng ta. Cuối cùng tạ ơn những người tình hay là người phú ngẫu đã giúp thăm chúng ta trong chốn lao tù. Nhân ngày lễ tạ ơn, hội cầu tuấn trị tạo điều kiện cho quý vị đến cầm một đóa hoa hồng, ngỏ lời cảm ơn người phối ngẫu. Nếu quý vị có quà riêng mang đến trao tặng người thân càng tốt. Đây là ngày lễ tạ ơn có màu sắc dân tộc. Kính mong quý vị bất chút thì giờ quý báu đến tham dự. Trân trọng cảm ơn và kính chào quý vị trong tinh thần đoàn kết. Tôi là Chủ tịch Lê Văn Lâm. Quý vị có thể xin liên lạc qua số phone tôi 623-666-3423 hoặc anh Đặng Văn Cường là 480-277-9739. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Vào cửa. Và bức thư thứ hai tôi xin phép được đọc là thư mời lễ cầu nguyện cho hương linh tại nghĩa trang Rinh Quýt Loa nhân dịp kỷ niệm thành lập bia tưởng niệm người Việt quốc gia sau 16 năm, cũng là ngày có dịp chúng ta đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Buổi lễ cầu nguyện long trọng tổ chức tại nghĩa trang Rinh Quýt Loa giờ 9 giờ đến 10 giờ ngày 7 tháng 12 2024, địa chỉ 22300 đường Van Meerden, Phoenix, Arizona, zip code 85009. Chương trình 9 giờ quý vị đồng hương tề tụ, 9 giờ 15 lễ cầu nguyện nghi thức tôn giáo tùy theo mỗi tôn giáo. Xin mở ngoặc chỗ này, trong cái nghĩa trang đó, nơi mà nghĩa trang người Việt đó, tôi thấy là có 3 tôn giáo, Phật giáo, Công giáo và Tin Lành. Có 3 tôn giáo thì quý vị có thể mời ông cha, ông mục sư và ông thầy đến cầu nguyện càng tốt. Kể từ ngày thành lập bia 16 năm, tôi không còn địa chỉ liên lạc. Tôi xin thông báo trên Việt News USA. Nếu quý vị có nghe đài thì thông báo cho tất cả bạn bè thân hữu đến họp mặt ngày đó để thắp nén hương cầu nguyện. Trân trọng cảm ơn và mong gặp lại quý vị ngày giờ nêu trên. Thì thật ra ban tổ chức chẳng có ai, chỉ có mình tôi thôi. Thì gia đình tôi không nhận quà và tiền của quý vị. Thì hương, hoa, trà quả thì gia đình tôi sẽ mang ra. Thì quý vị chỉ đi không là được rồi. Bông hoa thì xin quý vị nên bông đến những cái tiệm mua bông bông giả, bông giấy thôi. Không nên mua bông thật, bị ngoài đó người ta phải liên ốp đó. Nó rất là phiền phức. Quý vị mua bông giấy được rồi. Tôi xin hết. Tin California. Kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất của FBI bị bắt ở Wales. FBI đã bắt giữ một kẻ chạy trốn nằm trong danh sách những kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất trong hơn một thập kỷ, sau khi bị cáo buộc liên quan đến hai vụ đánh bom liên quan đến quyền động vật ở California vào đầu những năm 2000. Giám đốc FBI là Christopher Gray cho biết trong một tuyên bố rằng vụ bắt giữ Daniel Andreas San Diego hôm thứ Hai ở xứ Wales cho thấy bất kể mất bao lâu, FBI sẽ tìm ra bạn và buộc bạn phải chịu trách nhiệm. Grace nói thêm, có cách đúng và cách sai để bày tỏ quan điểm của bạn ở đất nước chúng tôi, và việc chuyển sang bạo lực và hủy hoại tài sản không phải là cách đúng đắn. FBI cho biết họ đã truy tìm San Diego, người trước đây treo giải thưởng lên tới 250.000 Mỹ Kim cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ anh ta. Và với sự giúp đỡ của chính quyền Anh, người đàn ông 46 tuổi đến từ Berkeley, California, lần đầu tiên bị đưa vào danh sách những kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất vào năm 2009 và trải qua hơn 20 năm lẩn trốn. Los Angeles trở thành nơi trú ẩn của người nhập cư bất hợp pháp. Hội đồng thành phố Los Angeles đã nhất trí bỏ phiếu vào tuần trước để trở thành một thành phố trú ẩn, từ chối bất kỳ sự hỗ trợ nào của thành phố cho các cơ quan nhập cư liên bang, mặc dù hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt ở đó vì các tội bạo lực và thậm chí bạo lực đối với trẻ em trong năm nay. Cuộc bỏ phiếu 13-0 vào thứ Ba tuần trước
diễn ra vài tuần sau khi chiến thắng trong thùng phiếu của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Và trong cùng năm mà hàng chục người nhập cư bất hợp pháp đã bị các viên chức hoạt động thực thi loại bỏ, là viết tắt là EOO, và cơ quan thực thi và di trú viết tắt là ICE. Hoa Kỳ bắt giữ ở New York, khu vực đô thị LA vì tội giết người, bạo lực và hành hung trẻ em. Theo dữ liệu của ICE, tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, Los Angeles Aero đã bắt giữ 1.263 người nhập cư bất hợp pháp trong khu vực tàu điện ngầm và 715 người trong số họ đã có tiền án. Cơ quan này đã thu nhập 19.726 người không phải là công dân từ năm 2021 đến năm 2024 và 7.255, và trong số họ là 36% có tiền án. Gavin Newsom đe dọa can thiệp nếu Tổng thống Trump hủy bỏ khoản tín dụng xe điện tử trị giá 7.500 Mỹ Kim của Tổng thống Joe Biden. Thống đốc Gavin Newsom đã lên kế hoạch chống lại các chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump, làm lệch hướng nỗ lực thúc đẩy năng lượng xanh của chính quyền hiện tại. Tổng thống Joe Biden đã thực hiện khoản tín dụng thuế lên tới 7.500 Mỹ Kim để khuyến khích mua phương tiện thân thiện với môi trường hơn, nhưng Tổng thống Trump được cho biết là đang kế hoạch cắt giảm tín dụng thuế khi ông nhậm chức, các nguồn tin am hiểu về vấn đề đã nói với Reuters. Gavin Newsom trong một tuyên bố hôm thứ Hai tiết lộ rằng ông sẽ đưa ra mức giảm thuế xe điện tương tự cho người dân California trong trường hợp Tổng thống Trump loại bỏ khoản tín dụng. Mời quý đồng hương hãy đến với nhà hàng Mekong Palace, nhà hàng được bình chọn The Best Điểm Sống in Arizona, với những món điểm sống ngon được mọi người mến chuộng như xíu mại, há cảo tôm hấp, chân gà nấu tương đen, bánh cuốn, bánh bao xá xíu, xôi hấp lá sen, v.v. Ngoài ra, nhà hàng còn nhận đặt tiệc, catering tận nhà hoặc venue cưới. Nhà hàng Mekong Palace mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 11 giờ sáng đến 9 giờ tối, điểm sống từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Thứ Bảy và Chủ nhật, từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối, điểm sống từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Nhà hàng Mekong Palace tọa lạc tại 66 South Dobson Road, phòng 120, Mesa, Arizona, 85202. Điện thoại 480-962-0493, 480-962-0493. Tin Hoa Kỳ. Các nhà hoạt động khí hậu tìm hiểu số phận của vụ tấn công bột đỏ vào Hiến pháp Hoa Kỳ tại Cơ quan Lưu trữ Quốc gia. Hai nhà hoạt động về khí hậu đã phá hoại Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Rutoda vào tháng 2 khi họ đổ bột màu đỏ lên khung bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ, đã biết trước số phận của mình. Donna Zepeda, 35 tuổi ở Maryland, và Jackson Green, 27 tuổi ở Utah, lần lượt bị kết án là 24 tháng tù và 18 tháng tù trong vụ tấn công vào Hiến pháp Hoa Kỳ ngày 14 tháng 2 năm 2024 tại Cơ quan Lưu trữ Quốc gia ở Washington, D.C. Luật sư Hoa Kỳ là Matthew Graves và quyền đặc vụ FBI phụ trách là David Gress thuộc phòng hình sự và mạng của văn phòng hiện trường Washington đã công bố vào thứ Hai. Zepeda đã nhận tội vào ngày 15 tháng 8 về tội phá hoại tài sản vì đổ bột mịn màu đỏ lên tủ trưng bày có chứa Hiến pháp Hoa Kỳ trong tòa nhà Rotunda của Cơ quan Lưu trữ. Các quan chức cho biết chi phí dọn dẹp sau việc làm của hai người nhằm thu hút sự chú ý biến đổi khí hậu đã vượt quá 58.000 Mỹ Kim. Nhà hoạt động chống cảnh sát đã chi 75.000 Mỹ Kim của quỹ từ thiện cho thuê kỳ nghỉ sang trọng và các chi phí cá nhân khác. Theo các công tố viên, một nhà hoạt động chống cảnh sát bị cáo buộc lạm dụng số tiền quyên góp từ thiện để tài trợ cho những kỳ nghỉ xa hoa và mua sắm thoải mái sau khi thành lập một tổ chức phi lợi nhuận nhằm cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong cơ quan thực thi pháp luật. Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp quận Columbia hiện đang kiện Brandon Anderson, giám đốc điều hành của Graham I, cáo buộc rằng kể từ năm 2021, ông đã chuyển 75.000 Mỹ Kim từ quỹ phi lợi nhuận cho mục đích sử dụng cá nhân của mình. Các quỹ này được cho là bao gồm chi hơn 40.000 Mỹ Kim cho dịch vụ thuê kỳ nghỉ sang trọng, cho phép các thành viên ở trong các biệt thự cao cấp và căn hộ penthouse, 10.000 Mỹ Kim cho khách sạn và Airbnb, cho du lịch cá nhân bao gồm cả khu nghỉ dưỡng Cancun, 10.000 Mỹ Kim cho các thương hiệu áo quần thiết kế và 5.000 Mỹ Kim cho các dịch vụ thú y khẩn cấp.
bạn còn có cho mình một chiếc bánh cưới, bánh đính hôn, bánh sinh nhật hay chỉ là một chiếc bánh kem ngon miệng cho bữa cơm tối gia đình? Hãy đến ngay với Bamboo Bakery, tiệm bánh cưới Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Arizona. Được vô bếp từ năm 2007 tới nay, với hơn 250 loại bánh kem dành cho mọi nhà như bánh kem sầu riêng hoàng đế, nữ hoàng pink champagne, mềm mại thơm ngon với bánh dừa kem phát, hay ngọt ngào đê mê với mocha. Hãy gọi ngay 602-246-8061 để có cho mình và gia đình một chiếc bánh kem tuyệt đẹp và ngon tuyệt vời. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình Việt News USA sẽ tiếp tục mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 và 8 giờ PM giờ Arizona. Còn bây giờ, Trọng Phúc xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Chúc quý vị có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân. Và để giúp chương trình tránh bớt kiểm duyệt, xin quý khán giả hãy bấm nút like trong mỗi video cũng như chia sẻ video đến với mọi người. Chân thành cảm ơn.